Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Cây xanh nhà phố của Bút Mực. Hôm nay Bút Mực sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái cây nán lếp. Cái cây nán lếp của mình hôm nâu mình trồng và mình đã chia sẻ với các bạn. Thế thì chăm sóc cái cây này nó như thế nào để nó sống tốt trong nhà. Đây là cái cây mà ba cây mình trồng vào trong cái xô chậu. Sau một thời gian thì nó đã lên và nó đẻ mầm rất là đẹp như vậy các bạn. Thế thì các bạn biết là cái cây lá lếp này nó có nhiều cái công dụng rất là to lớn. Thường là chúng ta thấy là nó mọc, nhiều khi nó mọc hoang dại ngoài bờ mương, bờ suối hoặc là những cái vườn của chúng ta, nhưng ít ai nghĩ đến là cây này nó lại có cái công dụng nó tuyệt vời như thế. Trồng trong nhà nó đem lại cho ta ngoài những cái tiểu cảnh làm cái xanh cái hơi mát, nhưng mà cây này về cái nó lại có cái giá trị rất to lớn cho sức khỏe con người các bạn ạ. Một là nó tăng cái cảm giác ăn ngon miệng. Khi ăn uống kém ngon, bạn hãy đun sôi khoảng 10 gram lá dứa này chung với 3 ly nước. Đến khi còn lại một chén là chia nước nó dứa ra thành hai phần để uống vào buổi sáng và buổi tối. Cái này nó tạo cho chúng ta cái tốt cho cái sức khỏe. Và khi nhai cái lá dứa này, nó giúp chúng ta để lại cái mùi, bỏ đi cái mùi hôi của miệng của chúng ta. Và cái tác dụng tiếp theo là cái cây lá dứa này nó còn tăng cường cái sức khỏe. Các loại tinh dầu tốt cho sức khỏe có trong cái lá dứa, tác dụng tăng cường sức khỏe rất hiệu quả. Và nó còn có cái công dụng chữa chuột rút các bạn. Uống trà lá dứa nó có thể chữa chứng chuột rút đường tiêu hóa, nhất là chuột rút dạ dày. Để pha trà lá dứa, đun sôi khoảng 3 chén nước rồi cho thêm 4 cái lá dứa hoặc 5 hạt bạch đậu khấu, một miếng gừng bằng ngón tay các bạn. Tiếp tục đun sôi và để nhiệt độ trung bình khoảng 10 phút, rót trà ra ly và chúng ta cho thêm 1-2 thìa đường và chúng ta uống, đường cọ và chúng ta uống, là nó đảm bảo chữa cái chuột rút. Ba là nó giảm lo âu và giảm căng thẳng. Để giải tỏa tâm trạng lo âu và căng thẳng thì bạn hãy dùng 2 hoặc 3 tách trà lá dứa mỗi ngày. Chữa đau lưỡi răng liếu, mặc dù chải răng mỗi ngày bạn có thể bị đau liếu hay là những cái vấn đề về răng miệng. Trường hợp này thì hãy thử nhai cái lá dứa này tươi hoặc khô. Các bạn thấy cái lá này có thể dùng tươi hoặc khô đều được cả. Về trị cái giảm sốt các bạn, cái này nó còn trị cái giảm sốt thì các bài thuốc cổ truyền của Đông Nam Á thường dùng nước thay là trà lá dứa để trị sốt, nhờ giúp cái giảm thân nhiệt. Thức ăn bổ dưỡng hàng ngày, giảm đau ngực do bị ho các bạn. Đây các bạn thấy cái cây lá dứa này thì mình trồng một gốc như này thôi, mình thoải mái mình dùng cái lá. Chứ mình không phải là đi mua ra chợ, mỗi khi ra chợ mua rất bất tiện các bạn. Mua được một ít lá dứa về dùng thì, lá lếp về dùng thì nó rất là khó. Và ngoài cái công dụng tiếp theo là nó còn nhuận tràng các bạn. Nếu trẻ nhỏ trong nhà mà có vấn đề về tiêu hóa, hãy uống trà lá dứa. Đây là cách chữa bệnh tự nhiên, đơn giản và hiệu quả, rất an toàn cho trẻ nhỏ các bạn. Chữa đau nhức cơ thể thì với cái chữa đau nhức cơ thể thì lá dứa cũng có hiệu quả trong cái chữa đau nhức cơ thể. Uống trà lá dứa ngay khi cảm thấy đau nhức cơ do mệt, trị táo bón các bạn. Trị táo bón thì lá dứa có tác dụng ổn định hoạt động của ruột. Nếu có vấn đề về táo bón, đừng quên uống trà lá dứa vào ban ngày và buổi tối các bạn. Và thanh tẩy cơ thể thì cái trà lá dứa này giúp ta loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Nhờ nước lá dứa có tác dụng giúp trung hòa các độc tố. Và cái chức năng phục hồi năng lượng sau sinh con, thì sau khi sinh con thì người mẹ mất nhiều năng lượng và cảm thấy mệt mỏi. Để khắc phục bạn hãy uống trà lá dứa. Giảm sốt thì các bạn biết rồi, các bài thuốc truyền thống của Đông Nam Á thì trị ho giảm sốt thì giảm thân nhiệt thì các bạn thường biết rồi. Chống tăng cái đường huyết thì một số nghiên cứu trên cái tạp chí của Paman Kopmasi thì của Thái Lan năm 2015 đã phát hiện lá dứa chiết xuất từ lá dứa có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Về chăm sóc lá sắc đẹp thì với cây lá dứa này thì thế nào? Như các bạn biết là trồng những cái cây lá dứa này thì nó tạo cho chúng ta cái màu xanh và cái tán lá cực kỳ là đẹp như vậy. Thế thì ngoài ra thì nhiều khi chúng ta mà chị em muốn làm đẹp hay là gì đó mà phải đi mua một vài cái hoặc thứ nọ đến kia thì nó rất là bất tiện. Thế thì về chăm sóc sắc đẹp thì thứ nhất là nó chữa da bỏng nắng.
Lá dứa là một trong những cách hiệu quả để chữa cái da bỏng lắng vào mùa hè các bạn. Bạn có thể ngâm mình trong cái bồn tắm, pha thêm trà lá dứa và làm dịu các vết bỏng lắng. Tức là cái cây này khi chúng ta đun lên hoặc là trong cái bồn tắm chúng ta đun, xong chúng ta cho vào nước bồn tắm, nó rất thơm mà nó chữa được cái bỏng lắng. Về nhuộm tóc đen thì đun sôi 7 lá dứa đã rửa sạch và cắt nhỏ với nước, sau đó để nước cô đặc lại qua đêm. Sáng hôm sau trộn thêm 3 thìa nước trái nhau để mát xoa cho da đầu trước khi gội sạch tóc. Nếu thực hiện thường xuyên thì nó sẽ có hiệu quả tốt hơn các bạn. Đây các bạn thấy cái gốc của mình thì nó lên rất là đẹp. Cây nó lên như vậy, cái gốc nó sum xuê ra. Như những cây này thì các bạn có thể đánh mỗi cái gốc vào một cái cây chậu kiểng, một cái chậu sành hoặc là chậu gốm thì nó rất là đẹp. Vì không có chậu gốm nên mình trồng nó ra cái tạm ra cái xô này. Như ba cái cây này thì các bạn thấy là nó vươn tán ra, nó rất sum xuê, cái rễ sau nó buông lên, nó đang tạo cho cái bộ rễ của chúng ta nó đẹp như cây phong lan. Các bạn thấy cái cây này nó rất hữu ích như vậy thì nó tạo cho chúng ta một cái dáng vẻ đẹp. Và làm trị làm đẹp cái sắc đẹp thì nó còn có tác dụng trị gầu các bạn ạ. Nếu dầu gội không thể loại bỏ được gầu chân tóc ấy, thì hãy thay bằng lá dứa các bạn. Nghiền nát 10 lá dứa trộn chung với 100ml nước, sau đó thoa hỗn hợp đó lên da đầu và để yên trong vòng 30 phút. Khi xả sạch tóc với nước hay gội hay dầu gội đầu để có kết quả cao, cần thực hiện cái này thường xuyên các bạn. Thì theo các bài thuốc dân gian thì các bạn nó chỉ về cái thấp khớp, thì các bạn biết là đun nóng khoảng nửa chén dầu dừa, nhỏ lửa. Khi dầu dừa nóng thì bắc chảo ra khỏi bếp và bỏ vào khoảng 3 lá dứa đã rửa sạch và cắt mỏng. Dầu dừa khuấy đều cho đến khi nguội rồi dùng để thoa vào những vùng khớp sưng, khớp đau. Các bạn đấy là cái tác dụng của gọi chữa đường khớp. Bạn có thể đắp lên các cơ thể những vùng đau nhức, viêm tấy để tăng hiệu quả, hay là chà ít dầu dừa lên cái chỗ khớp bị đau. Về trị tiểu đường thì các bạn biết là cái cây này trị tiểu đường nó cũng rất hiệu quả. Đây là cái cây mình trồng một cái cây vào cái chậu sành thế này, chậu gốm thế này. Các bạn thấy trông thấy nó tuyệt vời không? Nó rất tuyệt vời. Đấy, sau khi mình tỉa, nếu bây giờ mình tỉa những cái bộ lá rễ ở cái dưới cái cây này đi thì nó tạo cho chúng ta cái tán lá cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Các bạn trông thấy cái cây để trong cái góc nó tạo thành những cái góc tiểu cảnh của chúng ta cực kỳ phong phú và đẹp cho ngôi nhà. Nhưng nó lại có một cái công dụng hết sức to lớn cho cái cuộc sống hàng ngày trong gia đình của chúng ta các bạn. Nếu như cái tiểu đường thì các bạn có thể lá dứa này các bạn đem rửa sạch phơi khô nhưng đảm bảo vẫn còn màu xanh các bạn ạ. Cắt nhỏ 10 lá dứa nấu với 250ml nước, còn lại chừng 2 lít là có thể dùng được. Với 2 lít nước lá dứa này thì uống hết trong vòng 1 ngày các bạn ạ. Uống trước bữa ăn chừng khoảng 20 phút. Nếu một ngày ăn 3 lần thì mỗi lần uống khoảng 0,7 lít nước lá dứa. Uống một tuần lễ thì mới bắt đầu có kết quả các bạn. Đấy là chữa tiểu đường. Khi dùng bài thuốc lá dứa trị tiểu đường thì người bệnh phải kiên trì mới có hiệu quả các bạn. Đây là theo kinh nghiệm dân gian. Các bạn thấy là những cây này lên chúng ta rất đẹp. Như vậy là ta thấy cái cây lá dứa của chúng ta nó có rất nhiều cái công dụng. Một là tốt cho sức khỏe, hai là giữ hơi thở thơm tho, nuôi dưỡng và tăng cường sức khỏe, chữa chuột rút, giảm âu lo và căng thẳng, chữa đau liếu răng, giảm sốt, luận tràng, giảm đau nhức cơ, trị táo bón, thanh lọc, thanh tẩy chất độc trong cơ thể các bạn, phục hồi chức năng sau sinh con, giảm sốt, chống tăng cường đường huyết. Về chăm sóc sắc đẹp thì nó có thể là loại bỏ cái bỏng lắng, nhuộm tóc đen, trị gầu. Làm thuốc dân gian thì nó có thể trị được bệnh khớp các bạn, chữa tiểu đường. Với những cây này như vậy thì các bạn thấy là trong nó rất là đẹp. Ngoài cái công dụng về tạo cái cảnh quan môi trường ấy, và chúng ta thưởng thức những cái trà lá dứa, chúng ta có thể nấu cơm, chúng ta cho một vài hai cái lá vào thì nó thành cái mùi cơm nếp của chúng ta, nó cũng cực kỳ là thơm ngon các bạn. Này người ta trong chúng ta thường hay gọi là cây lá lếp, lá lếp nó gọi là cây lá lếp thì nó có, vì nó có mùi hương lếp các bạn. Thì
chứ không phải là người ta gọi là cây lá lếp lá thơm hay là cây cơm lếp, đều là từ vậy, là cây lá dứa, nó cũng là cái cây như này. Đấy, các bạn cứ trồng vào, các bạn trộn lẫn cái mườn cây cộng với sơ dừa như mình trồng cái clip trước mình đã chia sẻ với các bạn, nó sẽ lên tốt như vậy. Và sau khi lên tốt này thì các bạn có thể là để trồng trong nhà, thì các bạn chỉ cho một ít phân tan chậm thôi, thì các bạn hoặc là phân dạng hạt nịu thì nó rất lâu, nó phải bón thậm chí cả năm. Các bạn có thể những cái lá già các bạn có thể ngắt nó ra và các bạn có thể là phơi khô hoặc các bạn hấp nó khô. Thì hấp khô, nếu mà các bạn nắng to các bạn phơi khô thì nó có màu xanh thì càng tốt các bạn. Cái lá khô nhưng vẫn còn màu xanh thì nó giữ được cái hương thơm, nó rất là tốt. Với những cái lá này thì các bạn có thể nấu cái chè đỗ xanh hoặc là làm kem các bạn cho vào thì nó cũng có cái mùi hương nếp cực kỳ là thơm, nó rất là thoải mái. Đặc biệt là mỗi khi các bạn tắm và các bạn có thể dùng bình nóng lạnh, các bạn vò một ít, các bạn cho vào cái chậu rửa mặt, các bạn xả vào thì nó cũng rất là thơm. Cái này mà buộc một ít cái lá này với lá xả, các bạn cho vào, các bạn đun lên và các bạn tắm thì nó rất là tuyệt vời. Nó rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Các bạn thấy những cái thành phần trong cái cây này thì nó clip trước thì mình đã chia sẻ rồi, nó có tạo cái mùi hương vị rất là thơm các bạn. Các bạn có thể là nấu nước rồi là tắm, rồi là các bạn có thể làm kem, nấu trà rất là tuyệt. Các bạn bóc nó ra, đây là mình đang tỉa cái lá cái cây này đi, thì sau khi tỉa ra thì nó sẽ những cái rễ nó sẽ đâm xuống. Nếu như cây này các bạn chăm tốt mà nó đủ nước thì lá nó xanh ngắt, rất là đẹp các bạn, cực kỳ là đẹp luôn. Mà để ở góc nhà nó rất là thơm. Các bạn có thể để ở chỗ bàn uống nước hoặc là những cái chỗ gần cái những góc cửa sổ nơi chúng ta, hoặc là những phòng ngủ chúng ta. Nó ngoài cái tác dụng là nó hít khí độc, nó thải ra cái oxy, thì nó còn cho chúng ta rất nhiều cái công dụng. Những cái lá này bóc nó đi và mình để nó khô thì mình có thể dùng dần các bạn. Mình để khô trong nhà thì những cái mùi hương này nó tạo cho chúng ta cái cảm giác nó rất khoan khoái. Các bạn thấy là nhiều nơi còn gọi là cái cây này còn gọi là cây xuân hương, nó rất là thơm. Các bạn chỉ kiếm một ít đất ẩm, trộn một tí sơ dừa mà cho một tí cái phân lân đung chảy hoặc phân tan chậm vào, thì các bạn trồng được cái cây này nó lên rất là nhanh. Về cái cây này thì các bạn được chơi được quanh năm, nó bốn mùa nó đều xanh tốt các bạn, nó xanh tốt, nó rất thoáng. Nếu mà hỏi cây này thì các bạn có thể vào những Sope hoặc là Narara, hoặc là ra các bạn, tốt nhất các bạn ra chợ những cái vùng, những chỗ mà nó bán cái lá sông để tắm sông cúm, thì các bạn hỏi cây này thì quầy nào họ cũng chắc chắn họ có, vì trong cái lá sông cúm nó có cái cây lá cây này. Đây là cái phân tan chậm mình cho vào theo nhưng mà nó chưa tan hết các bạn, tức là cây nó chưa ăn hết. Nhưng mà cây này mình là để là nó quá khô các bạn, nên là cây nó cằn, nó không ấy. Nếu như các bạn chịu khó tưới ẩm, dưỡng ẩm ở cây này, các bạn có thể dùng cái lọ nước La Vi hoặc là lọ pep, các bạn đục lỗ các bạn tưới nhỏ giọt vào thì nó đủ ẩm, thì những cây này nó lên cực kỳ là mãnh liệt luôn, tạo cho chúng ta cái cảnh quan rất là đẹp, dáng nó rất là đẹp. Với cái chậu này mà các bạn, nếu mà các bạn nào thích cái chậu này thì cứ comment cho mình. Khoảng 300k cái chậu này các bạn. Dưới là có hai cây dâu tây nó cũng đang ra hoa rồi, các bạn thấy là rất là đẹp, cực là đẹp luôn, rất là tuyệt vời những cái cây này. Ở cái chậu kia thì mình cũng có thể mình tỉa ra được ba cây, trồng ba cái chậu như thế này, nó tạo cái dáng mà nó rất là tròn von, trông cái gì đó nó rất là cổ kính bề thế các bạn. Một trong những cái cây cảnh trong nhà mà có những cây khác có thể địch được nó, vì ngoài giá trị về phi vật thể ra thì cái cây này nó còn có một cái giá trị vật thể rất là to lớn các bạn. Những cây cảnh kia thì các bạn chỉ chiêm ngưỡng thôi, như cái này nó lại rất hữu dụng các bạn. Nấu một bát canh cải hoặc là một bát canh gì đó mà các bạn chỉ cho một hai cái lá này vào thì nó rất là thơm. Hoặc nấu một nồi cơm các bạn cho vào thì mở ra tưởng là cơm lếp, nhưng thực ra là không phải các bạn. Hương thơm nó rất là thoải mái, quyến rũ.
nó tạo cho cái hơi thở, nó tạo cho cái không khí nó nhẹ nhàng đi. Đấy, những cái lá như này các bạn rửa sạch, các bạn có thể để vào trong tủ lạnh, hoặc là các bạn để vào cái gì đó các bạn dùng dần, phơi khô dùng dần. Đây là cái phân tan chậm, mình có thể bón vào đây như thế này, hàng ngày dưỡng ẩm và cái cây nó ăn ra nó tự nó hút lên. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem video, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những cây cảnh đẹp, hữu dụng trong gia đình.